À, xin mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn đã quay trở lại kênh của Viết Phú trong video ngày hôm mới nhất ngày hôm nay. Thì video ngày mới nhất ngày hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2020 được phát trực tiếp từ Nhật Bản xa xôi. Gần đây thì tình trạng dịch bệnh di trùng corona đang là tiến triển khá là phức tạp và nó hết sức nguy hiểm. Nhật này cũng đã hơn 4.000 người bị nhiễm corona, và có một ông diễn viên hài nổi tiếng của Nhật Bản đã tử vong do corona, nên là người Nhật bắt đầu cũng có lo sợ hơn một chút so với trước đây. Nhưng tuy nhiên hiện tại đi làm thì vẫn ít người đeo khẩu trang, và hiện tại thì cái việc đi mua hàng của em nó cũng gặp nhiều cái khó khăn hơn một chút vì lo ngại về dịch bệnh. Thì làm như nhiều bài viết có viết trên mạng là làm không làm thì ngày mai làm, nhưng mà mắc vào dính vào cái đấy rồi thì chỉ có đứt thôi. Thì nhân tiện hôm nay hôm qua em có đăng bài trên tab cộng đồng của kênh YouTube là việc hiện nay em có nhận order hàng ở trên các trang đấu giá hoặc là các trang mạng mua đồ cũ đồ mới của Nhật, xem đều có nhận hàng. Hiện tại không đi mua được thì em sẽ có phương án mua qua hàng đồ cũ ở trên web. Thì hàng hiện tại thì cũng rất là chất thôi, cụ thể là em đã và đang dùng những con hàng của em bây giờ đều là mua trên hàng cũ. Ví dụ iPhone 6s cho nó là đời thấp rồi nhưng mà nó vẫn dùng vẫn rất là ok. Còn đây là con laptop của em, trước sang đây thì em mua con Fujitsu em dùng, nhưng sau đấy thì bây giờ em mới để lại cho một người bạn. Và em mua con Toshiba notebook này, Dynabook này, Core i7 này, RAM 8GB thế hệ thứ ba, coi bài thế hệ thứ ba, cực nhanh cực nhẹ, pin cực trâu 3 giờ. Em mua trên mạng, con này nó bị lỗi một tí nhỏ là trên góc này nó có một chấm nhỏ nhỏ bằng cái đầu tăm, không vấn đề gì hết, mình dùng thì không hề có vấn đề gì cả. Nên con hôm nay em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn anh chị một bộ loa Bose 321 FS Series 2. Đây là em mua cho theo đơn đặt hàng, vì là không đi mua được quán nên là em mua theo đơn đặt hàng ở trên web của cũ. Và nhân tiện cái này thì nhân tiện em đi chợ qua cái đồ cũ em và quán đồ cũ em và em mua, nhưng mà không, hôm nay thì mưa không trở về được thì em trả tiền họ trước và bảo chuyển cho tôi đến theo cái địa chỉ này địa chỉ kia thì họ sẽ tôi bưu điện gửi cho mình. Thì hàng đã về thì em làm video để check hàng và gửi lại cho anh Nguyễn Quốc Hưng, anh ở thành phố Bắc Ninh. Anh rất tin tưởng em, dù mới xem kênh của em nhưng anh rất là tin tưởng và đã gửi hết số tiền cho em. Con này là về Việt Nam là 8,5 triệu. Đấy, thì em rất chân thành, qua video em chân thành cảm ơn anh Hưng ở Bắc Ninh. Thì đây là một loa Bose 321 Series 2 cực còn rất là mới. Con này nó mới khoảng tầm 85% nha các bạn. Đây, 85%. Các mọi thứ đều rất là đẹp, dây chạc các thứ điều khiển này, rồi cái bộ đầu thu đều có hết, dây phụ kiện không thiếu một cái gì, chỉ có thiếu đúng một cái dây AV này thì em lấy của cái bộ em đang dùng để em cắm vào đây. Thì cái này anh ta cũng chắc là có về nhà rồi, không vấn đề gì. Thì cái này thì cũng là Bose ở made in ở Mexico ấy, đây Mexico 321. Con này thì thông số kỹ thuật thì em xin nói qua một chút để cho các anh chị có thể là một số anh chưa nắm được. Thì con này thì con này có được gọi là loa TV vì nó có các chức năng. Đây điều khiển của nó có trên này, nó có ghi, cái này có ghi là AUX này, TV audio này, video này, TV này, rồi DVD này. Đấy, rất là nhiều. Con này có cái điều khiển, và trong điều khiển này thì em có mua tặng cho anh một đôi pin ở trên Amazon Nhật Bản, pin Amazon luôn. Đấy, Amazon, và pin này là pin AA, nghĩa là pin AA thì có thể sạc được nhá. Dùng hết này thì có thể sạc được tiếp lần khác. Đấy. Rất là tiện. Như cái những cái pin máy ảnh mà nhà Việt Nam mình hay vẫn có bán của Nikon hay là cái thứ ngày xưa em cũng có mua, pin này cũng sạc được. Nhưng mà không được lâu lắm. Và cả điều khiển cũng là made in Mexico này. Thì phụ kiện của loa đi kèm thì rất tiếc là cái bộ loa này thì nó không có cái đôi chân kính, nên là nó mất đi phần sang trọng một chút. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn còn rất là đẹp, các cái màng
cân bằng lưỡi các thứ còn rất là đẹp, còn không không có vấn đề gì về xước xát hay là va đập móp méo đấy. Rồi phụ kiện dây dây rất là dài, dây con này có thể dây đến 3 đến 4 mét này, em quấn từng vòng này, và cái dây điều khiển nó cũng thế, cái ổ điều khiển của loa rất là dài, em còn con sau đây rất là dài 3 4 mét. Có thể là cục trầm siêu trầm này thì để ở dưới, còn dây này thì có thể để trên cao, hai cái loa con để trên cao, dây rất là dài, và cái cục này thì có thể để một nơi khác nữa. Cái này thì sau cái cục này thì có một đầu vào, một đầu từ cục này ra loa, và có AV left right vào, nhà em không có dây hai dây. Trước em có dây để cho bạn kia, em mới có dây 3 dây này thì em cắm vào cái này vẫn dùng được không vấn đề gì. Dây của em cũng rất là dài, dây đầu 3.5 của em rất là dài đấy. Rất tốt, rất ok. Còn có thêm cổng DVD này, cổng CVL sát này nữa, optical đầu optical từ mạng nước vào này. Thì cái bộ này là ở đây họ hàng này là hàng đã check ở quán ok đâu ba, hàng bán quán rất là đẹp. Hàng này thì trước em có quanh con có giá là 1,7 700, nhưng mà ra thì không, đôi đây không còn, thì em lại đi tìm quán khác và có cái này, vì nó trời mưa em không trở về được, nên em thuê bưu điện gửi về. Đến là họ gửi về cho em sau. Thì bây giờ em sẽ test một đoạn loa, để em xem thông tin về sau, nó sẽ bác xem luôn. Con này thì là FS321 Transversal System này. Con này có con này thì cổng nguồn điện của nó là 100V. 100V thì về Việt Nam thì sẽ phải thêm một cái đổi nguồn. Vì 100V nhé, và công suất của nó là 300W, công suất cực khủng. Công suất mắc nó là 300W, và con này là sản xuất từ Made in Mexico, và design ở thiết kế ở USA, nhưng mà sản xuất ở Mexico ấy. Các cái thứ tem cho các cái ngoại hình của nó còn rất là mới, rất là đẹp, hầu như là không có vấn đề gì lắm. Thì em sẽ mở nguồn nó đây. Mở nguồn thì cái đèn đỏ nó nháy lên xanh rất là tiện lợi. Cái này cũng rất là tiện, rất là đẹp. Em sẽ thử một đoạn nhạc, anh ấy bảo là cho anh một đoạn nhạc vàng để cho anh xem với. Tuy nhiên thì cái anh cũng hết sức thông cảm là khi mà em test loa thì em chỉ chơi được những cái nhạc không lời thôi, không lời thì để nó tránh cái việc là bản quyền ấy. Còn em mà bật nhạc có lời ấy, thì công người ta sáng tác, người ta bỏ tiền đầu tư quay thu âm cái thứ, nếu mình dùng free thế thì người ta đánh bản quyền là chơi hết sức đương nhiên rồi. Nên là em sẽ chơi đoạn nhạc không lời. Rồi xin phép anh Mạnh Hà, em là tiếp tục nghe của anh Mạnh Hà, một fan ruột của anh Mạnh Hà. Đấy, nhạc rất chất, có là quảng cáo, xem mấy giây quảng cáo ủng hộ anh Mạnh Hà thì 6 giây trở lên sẽ được tính quảng cáo. Bác xem giúp em quảng cáo 6 giây trở lên nhé, thì em sẽ kiếm được khoảng 1-200 Việt Nam đồng như vậy. Đấy, thì em sẽ, đây là nhạc rất là nhỏ, em điều khiển có thể tăng tiếng lên từ điều khiển luôn. Đấy, rất đẹp, rất mới, rất âm thanh rất là hay. Con này thì loa siêu trầm nó rất là khủng nha, con này mà chơi nhạc sàn nó thì đập rất ác, 300W các bạn có thể thêm một cái loa lời nữa, có thể hát karaoke luôn bằng cái này được, không vấn đề gì cả. Đấy, cái nhạc cái loa trầm nó rất rất là kinh. Và sau đây em sẽ nghe một đoạn, hoặc là em sẽ nghe một đoạn remix các bác cùng xem, cùng nghe cái chất âm của con này. Con này thì em đánh giá là cái công suất phát ra cực 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 kinh 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 khủng, và cái loa trầm của nó, cái mát nó đánh rất là kinh. Thì cái 300W thì nó cũng có cái giá của 300W. Rồi sau đây em sẽ chơi một đoạn vũ điệu khiêng hòm đang còn là mưa đang gió trên bass của nó, chơi đánh rất là chắc, rất là trầm, rất là
nghe một đoạn nhạc sâu sâu một chút để cho anh em cùng chiêm ngưỡng, cùng thưởng thức cái tiếng loa rất trong, trầm rất chắc, rất là ok. Và xin gửi tới anh Hưng ở Bắc Ninh một lần nữa, một lần cảm ơn em để nghe tiếng 1/3 của tiếng loa điện thoại. Cái này là còn chưa chưa ăn thua gì so với công suất thực tế của nó. Tranh thủ nghe nhạc thì em xin giới thiệu qua chút về mấy con máy đang có. Đây là con Toshiba, con này cũng là một con Dynabook. Con này chỉ nặng một chưa đầy 1 cân, khoảng tầm 700 gram, rất nhẹ mỏng như tablet Toshiba nhá. Em đang dùng Toshiba ok, em thấy rất ok và em lên mấy con về cho khách dùng. Con này là ổ cứng SSD cực nhanh, SSD nhanh 6 lần của HDD. Và mua máy tính bên em sẽ được bảo hành phần mềm trọn đời, để khi nào quăng máy thì thôi, không bảo hành nữa. Và tiếp tục là một con Toshiba, con này thì có chip i5 thế hệ thứ 2 và ổ cứng 500 GB, còn mới khoảng tầm 90%, rất đẹp. Cái này thì của người Nhật, người ta tháo ổ cứng của họ rồi họ lấy dữ liệu và họ bán lại nha. Để em về em lắp ổ cứng vào là xong, không có vấn đề gì cả nha các bác. Phần mềm để em vẫn bảo hành trọn đời, để khi quăng máy, mua máy của em sẽ tặng chuột và cài hết bằng full tiếng Việt. Đây thì em video ngắn em sẽ video này em xin chấm dứt tại đây, và xin cảm ơn tất cả anh chị trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho em. Và em cũng xin nhắc lại là em xin nhận order hàng qua mạng, hàng cũ của trên mạng với Nhật hoặc là hàng mới, thậm chí là hàng mới, thì rất mong anh chị ủng hộ trong thời gian này. Đấy, nghe nhạc này thì thực sự là hay. Nhạc sống Mai Lan, xin cảm ơn anh nhạc sống Mai Lan đã có những bài nhạc rất là hay. Đây thì em xin gấp máy, máy cực đẹp nha các bạn nhé. Máy của em dùng con này thì có cực chất rồi, nhanh như chớp, nhanh hơn chớp nhí. Và em xin cảm ơn tất cả các bác.